Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở các video trước, như mình đã giới thiệu, sau khi Tiêu Viêm đột phá đấu tông, linh hồn anh ấy đã được ấn ký Dược Lão để lại, dẫn tới hồn điện nơi giam giữ bản thân mình. Lần này, gặp lại và trò chuyện cùng Dược Lão, Tiêu Viêm rất vui mừng. Tuy nhiên, anh ấy vẫn bị tên đấu tôn canh giữ ở đây phát hiện và đuổi ra bên ngoài. Trở ra, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng thực hiện lời hứa, đó là chữa trị hỏa độc cho Kim Thạch trưởng lão. Và tất nhiên, với trình độ hiện tại, chữa trị độc tố cho vị đấu tông kia đối với Tiêu Viêm cũng chẳng có chút vất vả gì. Chẳng những thế, trong thời gian ở tại Thiên Mục Sơn Mạch, Tiêu Viêm còn tự mình khu trừ và luyện hóa ma độc ban giúp thực lực gia tăng một chút. Xong xuôi, khoác trên mình chiếc áo bào đen cùng mặt nạ kỳ bí, anh ấy liền tới Phong Lôi Đông Các xem tứ phương đại hội. Rất nhanh, khi Tiêu Viêm đến nơi cũng vừa vặn cuộc chiến bắt đầu. Nhìn xung quanh, anh ấy rất nhanh đã nhận ra Phong Tôn giả. Sau đó, quan sát đại chiến, anh ấy nhìn thấy đám thí sinh tham dự lần này có cả Lâm Diễm. Đến khi cuộc chiến dưới sân bắt đầu, Tiêu Viêm lặng yên theo dõi thì phát hiện Lâm Diễm gặp phải nguy hiểm khi Vương Trần, cái tên đệ tử của Hoàng Tuyền Tôn giả cố tình chơi xấu khiến Lâm Diễm suýt bỏ mạng. Rất may, trong khoảnh khắc nguy hiểm, Tiêu Viêm đã ra tay cứu giúp. Tuy nhiên, cũng vì điều này, anh ấy đã đắc tội với vị Tôn giả kia. Bởi thế, lão sao hỏa Hoàng Tuyền Tôn giả ép Tiêu Viêm phải tham chiến, chỉ cần anh ấy đánh bại đệ tử của lão sẽ được rời đi. Và tất nhiên, Tiêu Viêm cũng đồng ý. Tại đây, Tiêu Viêm thi triển ra thực lực đấu tông của mình rất nhanh đã đánh cho Vương Trần phải thổ huyết. Tuy vậy, trong lúc chiến đấu, Tiêu Viêm đã ngầm thi triển ra hỏa diễm. Bởi thế, Vương Trần liền phát hiện ra thân phận của Tiêu Viêm và nói cho toàn bộ mọi người xem ở đây cùng biết. Thấy cái tên Tiêu Viêm xuất hiện, những người ở đây trầm trồ kinh ngạc. Thế nhưng, chỉ riêng có bốn lão các chủ của Phong Lôi Các sắc mặt lại có chút nghiêm trọng. Ngay lập tức, Phí Thiên liền ép Tiêu Viêm gỡ mặt nạ ra. Vừa khi Tiêu Viêm bỏ mặt nạ ra, thấy chính xác là người cần tìm, Phí Thiên thân hình lập tức khẽ động, hắn ta liền lao về phía Tiêu Viêm truy đuổi. Đáng tiếc, thực lực Tiêu Viêm đã khác xưa, dựa vào Tam Thiên Lôi Động, tốc độ của anh ấy và lão gia hỏa kia cũng chẳng kém nhau là bao. Chẳng những thế, vừa đánh, anh ấy vừa khua môi múa mép khiêu khích đám người đứng đầu Phong Lôi Các, khiến Phí Thiên càng tức giận. Bởi vậy, hắn ta đã liền thi triển một đòn toàn lực lấy mạng Tiêu Viêm. Thấy tình hình không ổn, Tiêu Viêm liền cầu cứu Phong Tôn giả. Rất nhanh, anh ấy liền cầm chiếc nhẫn của Dược Lão ném về phía Phong Tôn giả. Thấy vậy, vị lão nhân kia liền cầm lấy chiếc nhẫn xem thử. Vừa nhìn thấy nó, Phong Tôn giả đã liền nổi giận đuôi đình, thanh âm nặng nề mà uy nghiêm nói: "Người này, ai cũng không thể động đến hắn." Nghe vậy, tất cả những vị tôn giả ở đây đều không khỏi kinh ngạc, có không ít người sắc mặt đã trở nên khó coi. Còn Phong Tôn giả, mặc dù kích động, thế nhưng ông vẫn hướng về phía Tiêu Viêm xác nhận lại một lần nữa. Nghe thấy Tiêu Viêm nói mình và chủ nhân của chiếc nhẫn là sư đồ, hơn nữa còn xuất ra cốt linh lãnh hỏa. Ngay lập tức, Phong Tôn giả liền nhìn Tiêu Viêm với nét mặt đầy rạng rỡ. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng lập tức hành lễ với ông. Lúc này, nhận ra đệ tử của học trò, Phong Tôn giả cũng liền ra tay bảo hộ. Thế nhưng, người của Phong Lôi Các lại không muốn nhượng bộ. Đáp lại, Phong Tôn giả dứt khoát nói: "Hôm nay, nếu như Tiêu Viêm có mệnh hệ gì, kết quả cuối cùng chính là hai các khai chiến." Nghe vậy, Lôi Tôn giả cũng phải kiêng dè, sắc mặt trầm ngâm, thanh âm hắn ta liền hạ xuống vài phần. Cuối cùng, sau một hồi phân bua, mọi người quyết định sẽ để Tiêu Viêm cùng Phượng Thanh Nhi giao đấu. Nếu Tiêu Viêm thua, từ sau sẽ không được dùng đến Tam Thiên Lôi Động. Nếu như thắng, vậy thì ân oán của Tiêu Viêm với Phong Lôi Các liền xóa bỏ. Nghe thế, Tiêu Viêm tất nhiên cũng liền đồng ý. Rất nhanh, cây huyền trọng xích trong tay đã lập tức xuất ra, chỉ về phía trước. Thấy vậy, Phượng Thanh Nhi lấy ra chất giọng chua ngoa của mình, liền hướng về phía Tiêu Viêm khiêu khích. Tuy nhiên, dù đối thủ là ai, trước giờ Tiêu Viêm vẫn chẳng sợ hãi. Ngay lập tức, anh ấy liền khéo léo đối đáp khiến nữ nhân kia tức giận. Ngay sau đó, cô ta liền động thủ, lôi địa trên người bạo phát mang theo một dải lụa liền lao về phía Tiêu Viêm đánh tới. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng tránh né, thân thể liên tục đảo qua đảo lại. Sau đó, lục hợp du thân xích mạnh mẽ đón đỡ công kích đang lao tới. Lúc này, không làm gì được Tiêu Viêm, hai đòn tuyệt sát là Phong Lôi Tế và Phong Sát Chỉ từ Phượng Thanh Nhi liền đánh ra. Thấy vậy, một đóa hỏa liên rực rỡ mang tính hủy diệt trong tay Tiêu Viêm cũng hiện ra, sau đó bành trướng rồi lao về phía Lôi Chỉ kia đánh tới. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát khiến thiên địa run rẩy, Lôi Chỉ cứ thế dần dần vỡ nát. Thấy vậy, một con Phượng Hoàng xuất hiện liền bao phủ Phượng Thanh Nhi lại bên trong, còn hỏa liên nó cứ thế lao về phía Phượng Hoàng và nổ tung. Còn Phượng Thanh Nhi, nhờ thế, nàng đã tránh né thành công đóa hỏa liên đánh trúng người. Sau đó, nàng liền sử dụng huyết mạch Phượng Hoàng giúp thực lực của cô ta lên đến Tam Tinh Đấu Tông. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng lập tức sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến tăng lên đến Tam Tinh Đấu Tông giao chiến. Và liệu rằng cuộc chiến này kết quả sẽ ra sao? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!